Anh ơi, đang có thông báo về cập nhật hệ thống của Vietnam Airlines đúng không ạ? Ờ đúng rồi em ạ. À, vậy cụ thể như nào và có điều gì cần lưu ý không ạ? À, Vietnam Airlines thì sẽ nâng cấp hệ thống. Vậy nên là từ 1 giờ 15 phút sáng của ngày mai, tức là nửa đêm nay ấy, 1 giờ 15 phút sáng đến 13 giờ chiều của ngày mai là Vietnam Airlines sẽ cập nhật hệ thống. Vậy nên là những cái bạn mà đang có vé Vietnam Airlines mà các bạn muốn thêm cân, thêm ký gửi hay là thay đổi chặng hành trình hay bất cứ một thông tin gì ấy, đấy, hay là check in online này, các bạn nên làm ngay nhé, liên hệ với các đại lý, các nơi đã book vé làm ngay. Và các bạn đã mua vé không thì mình cũng liên hệ làm ngay nhé. Còn với những cái bạn mà đang chuẩn bị chốt vé ấy, đang lăn tăn ấy, đang suy nghĩ ấy, thì các bạn mà đã quyết định là chốt vé thì các bạn hãy chốt ngay lập tức nhé, chốt sớm nhất có thể. Bởi vì là khi cập nhật hệ thống ấy, thì tất cả các hệ thống và tất cả các đại lý hay là trên hệ thống của hãng ấy, sẽ không thể nào mà xuất vé được nhé. Các bạn nên hết sức lưu ý từ 1 giờ sáng đến 13 giờ chiều ngày mai, đây mới chỉ là thời gian dự kiến. Vậy nên là nếu như nó có dài hơn ấy, thì sẽ gây khó khăn cho các bạn đấy nhé. Các bạn hãy cố gắng chốt vé nhanh nhé.